tất cả các bạn, mình là Thân Huyền Trang, CEO của Rượu Vang The KY và quà tặng cao cấp. Ngày hôm nay Thân Trang và The KY rất là vui khi được đồng hành cùng với lễ ra mắt giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp CCO 40 tại trường đào tạo doanh nhân PTI, một trong những tổ chức đào tạo doanh nhân số 1 tại Việt Nam. Và rất là mong sau này Thân Trang và The KY sẽ luôn luôn được đồng hành ở những sự kiện, những chương trình ra mắt, những lớp học chất lượng tại trường doanh nhân PTI nhiều hơn nữa. Và kính chúc cho tất cả các bạn luôn luôn thành công, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Mình là Mai Quyên. Mình xin tự được giới thiệu, mình là hiện đang là trưởng phòng tuyển sinh của tổ chức giáo dục đào tạo PTI. Và rất là vui khi hiện tại mình đang đồng hành với vai trò là trợ giảng lớp CCO 40. Và mình rất là cảm ơn và cảm thấy vinh dự vì đã được The KY và CEO Thân Trang đã đồng hành xuyên suốt trong thời gian qua. Và rất là vinh dự được The KY tài trợ cho lớp CCO 40 và PTI. Một lần nữa cảm ơn The KY rất là nhiều và mong là The KY sẽ ngày càng phát triển và đồng hành cùng với PTI và các lớp học của PTI nhiều hơn nữa. Trân trọng cảm ơn ạ. Mình là Đỗ Văn Dương, hiện tại là phó giám đốc kinh doanh công ty thuốc Thú Y Toàn Thắng. Thì hôm nay rất là vui thì được tham dự lớp lễ ra mắt lớp CCO 40 kiện này, thì mình cũng rất là cảm ơn hãng rượu vang TOI. Thì mình cũng là một khách hàng thân thiết của hãng rượu, với cái chất lượng cũng như dịch vụ của công ty thì là mong luôn mang lại cho khách hàng cái niềm hứng khởi và làm cho anh em chúng tôi là gia tăng thêm cái năng lực làm việc. Và một lần nữa thì chúc cho TOI là phát triển rực rỡ. Xin cảm ơn. Chào tất cả các bạn, mình là Hường, mình là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và phát triển thương mại Đại Thành. Bên mình thì chuyên sản xuất các loại giấy và ni lông để phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng. Hôm nay đến với cả lớp CCO 40 thì được sự tài trợ của The K, tài trợ toàn bộ các cái suất rượu vang cho cái buổi ra mắt ngày hôm nay. Bên mình thì cũng đã từng đặt rượu vang của The K rồi, đó là một cái thương hiệu rượu thì được rất là quen thuộc đối với người Việt Nam, và mình thấy là cái thái độ phục vụ của The K rất là nhiệt huyết. Hôm nay thì bên The K cũng set up toàn bộ cái buổi lễ ra mắt ngày hôm nay, đưa nhân viên đến để phục vụ cho cái buổi lễ ra mắt. Thì cảm ơn The K rất là nhiều cùng với cả đội ngũ của nhân viên của The K. Chúc cho The K là luôn luôn ngày càng phát triển và cung cấp ra các cái loại rượu cho thị trường Việt Nam ngày một phổ biến hơn nữa. Xin là cảm ơn.